Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Đó là mình Monsu ơi. À, hôm nay sẽ quay trở lại với Om Zip Aqui thôi. Hôm nay là ngày thứ 56 sao? Tối hôm qua tôi livestream là anh em hỏi, tôi có vào tôi check là ngày 55. Đây là ngày 56 đúng không? Ngày 56. 56 server. Vừa mới lên level 90 lúc rạng sáng. Sáng hay vào online á. Lên level 90. Rồi, tôi check giờ tôi mới vào đâu. Tôn sách giờ tôi mới vào đâu. Rồi, tôn sách cộng 11 rồi. 10 tôn sách nữa sẽ lên cộng 12. 10 con nữa, nghe có vẻ căng nhỉ. Các bạn là tôn sách này của tôi cái lúc mà tôi đủ tướng để nâng ấy thì lại thiếu mất cái tiến cấp. Mà đội hình lúc ấy tôi đang chuyển từ Văn Ương, tôi chuyển sang Văn Ương bởi vì bảo vật Văn Ương lúc ấy tôi mới lên cộng 25. Thế tôi lại thiếu tiến cấp để đập con Văn Ương lên. Đấy, nên là tôi tính rồi. Đằng nào thì cũng thiếu tiến cấp, thiếu không đủ 30k. Thì thôi mình nâng con Văn Ương trước, xong rồi mình kiếm tôn sách sau. Trong thời gian đó thì thừa tướng thì tôi có nâng nâng cái sắc tỉnh của nó lên sắc tỉnh 1 rồi. Bây giờ chuẩn bị thiếu 3 con nữa lên sắc tỉnh 2. Đấy, bởi vì lên ra tỉnh 2 cũng cần cộng 11 nên là chưa lên được. Bây giờ mới lên. Đấy, tầm này thì mọi người sẽ thường thường nâng cộng 12 trước sau đó mới bắt đầu nâng giác tỉnh đúng không? Đấy, thường thường là như vậy. Mình chơi kiểu khác biệt đi một chút. Như vậy là ngày 56 ở của server Ác Nông Dân VIP 0 vẫn là VIP 0 nha. Tôn sách cộng 11, giác tỉnh 1.4. Giác tỉnh 1.4. Đấy, bảo vật 35 đang dùng Panda rồi. Tôi đổi rồi, bởi vì con Panda tôi lên được 3 sao nên dùng luôn. Còn con Minh Dực thì tôi đẩy cho con Lan Nương cầm. Đấy, bảo vật cái gì nhỉ? Thần binh của tôi cũng cộng 3 rồi nên là cũng có tẩy luyện được rồi. Và hết làm sao tẩy ra võ lực luôn. Tẩy có mấy phát thôi, không đến chục, không đến một chục phát ra võ lực luôn. Lực cộng 12. Còn võ lực 12 sao, quá ngon rồi, khởi đầu quá đẹp. 3 món lép, thật ra là 4. Hôm bữa tôi mở ba chìa ra thêm một cái lép nữa các bạn. Mà cay nỗi là ra Kim Long Khải. Nó mà ra Kim Long Khôi thì thôi, combo lại đúng bài luôn. Còn nhớ anh em hỏi tại sao anh không nâng đỏ là bởi vì mình thiếu nguyên liệu các bạn. Mình đẩy liver hơi muộn. Thành ra cái đợt trước mình đẩy liver hơi muộn nên là mình tham gia cái hoạt động kiếm nguyên liệu hơi chậm. Nên là giờ chưa đủ nguyên liệu để nâng. Vậy là lúc cái thời gian đó mình dùng con tiểu kiều thay cho con Văn Ương ấy, dùng tiểu kiều nó chỉ lợi hơn trong việc đi map thôi, còn trong PK thực sự rất là khó ăn. Bây giờ mình cho Văn Ương vào rồi thì sẽ ngon hơn một chút, bởi tỷ lệ khóa của nó gần như là chính chắc. Đang dùng con cửu phượng cộng 2, thiếu đá lên thiếu đá chứ không thì cũng lên được cộng lên được 1 sao rồi. Đồng hành thì đây. Trợ chiến thì đang dùng tiểu kiều và tôn quyền. Đấy, tiểu kiều trong cái round này nó đang cầm 2 duyên phòng 45 với 30. Còn tôn quyền thì nó cũng có 2 duyên HP sợ. Duyên HP 50. Đấy này mình cho tạm cho nó vào. Đấy, còn về cái trận pháp thì đang level 22. Pháp level 22. Mắc rồi chưa nâng nữa, đang đợi nguyên liệu để nâng sau. Đấy, con tôn sách này của tôi thì 3 triệu lực chiến, 3 triệu mốt. Đây là chiến hồn này. Chiến hồn. Đó. Nâng từ từ thôi, đang đợi một sự kiện lễ nữa để đột phá cái quên. Để luyện cái chân hạ phàm này lên 3 để đột phá. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chưa có sự kiện lễ. Vậy giờ sự kiện lễ cũng hơi toang với tượng hết KNB rồi. Xả hơi nhiều. Đấy, xả hơi nhiều. Đó. Đấy là cái ngày thứ 2 à ngày thứ 5 56 server. Phó bản nhỉ? Phó bản đang 93. Không đi nữa, kẹt rồi, tôi bị kẹt rồi. Mấy phó bản này khó đi quá. Kiểu thiếu tiểu kiều đi phó bản khó hơn hẳn. Khó hơn hẳn luôn. Đấy. Hết rồi, tất cả có cái gì. Tôi quên mất, tôi lại vào tôi quét sạch. Trước khi quay video đang bảo là lúc đi quần anh ấy, tôi vào quét sạch luôn. Thế cay nên chả còn cái gì để cho mọi người xem cả. Trong shop nhớ nhà cũng hỏi trong shop mình hay đổi cái gì. Shop vinh dự thì mình đổi đây năm thứ này. Đấy. Cái này thì anh em biết rõ rồi. Đấy. Ở shop bang thì mình đổi tiến cấp, cũng chỉ đổi tiến cấp thôi.
giáp tỉnh đơn, cờ trợ chiến và hai cái dưới này. Cái này thì đổi cái trận pháp Bảo Châu trước rồi cái trận pháp Tinh Hoa sau, thường thường là như vậy. Cái này thì anh em biết rồi, cũng biết luôn rồi. Đây thì đổi Dương chọn Tinh Hoa trang sức thôi. Dư giả thì đổi thêm mảnh Văn Ương nữa. Văn Ương bây giờ tôi cũng thiếu mất một con nữa. Để lên lên cộng 8. Văn Ương tôi up hơi chậm bởi vì lúc đầu dồn hơi hơi nhiều vào Tiểu Kiều. Đấy. Rồi. Đó, anh em để xem qua nhá. Xem qua. Đó. Này thiếu mỗi đá đổi tinh hoa bên này thôi. Thiếu nhiều quá. Rồi. Chắc chỉ có vậy thôi, chắc tính qua đi lại đó, cũng chỉ có thế thôi. Nên những cái mình cần đổi, mình hay đổi. Đó, vậy thôi. Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với shopmosu.com, địa chỉ mua bán arcade chất lượng. Ở trên shop của mình hiện tại bây giờ đang có nhận giao bán rất nhiều và rất nhiều arc game. Orange bao quy, danh tướng bao quy, thiếu nhân tướng bao quy, kho báu huyền thoại, hải tặc đại chiến, vân vân và mây mây. Rất nhiều tựa game được giao bán ở trên shop của mình. Người chơi có thể truy cập vào website để tìm mua những cái arc game mà mọi người cần. Và cũng có thể đăng bán app game trên shop của mình bằng cách liên hệ với mình. Tất nhiên là sẽ mất một khoản phí nhỏ và có thể thoải mái đăng bán app. Ok. Đó, toàn bộ những cái gì app của mình. Xin lỗi mọi người là không có trận PK nào cả. Vì thực sự bây giờ đánh luận võ à. Luận võ tôi cũng quét rồi. Bây giờ bỏ KNB ấy thì nó lãng phí. Ồ, thế cay mà đang cần tiết kiệm anh em thông cảm. Nói chung là ngày thứ 5-6 của mình thì mình cứ áp tà tà thôi. Mình cứ chơi tà tà. KNB mình tiêu nhiều nhất là vào chiêu mộ tướng là chủ yếu. Cái đợt vừa rồi mình hết KNB nên là mình cũng không chiêu mộ được nhiều. Đợt đấy cũng xả hết vào sự kiện lễ vừa rồi nên cũng không có nhiều, nên là cũng bỏ mất khoảng hai cái sự kiện quay tướng, à hai cái ngày quay tướng thì phải, nên là tốn sách cũng lên hơi chậm một chút. Đấy. Vẫn ôn in tốn sách như trước, chắc chắn phải làm cái đó nó khác biệt đấy. Nhân tiện là video này mình cũng nói luôn, đó là video của mình, không phải là video hướng dẫn. Không phải vì sao hướng dẫn người chơi, mình chơi theo cách của mình. Đấy, KNB thì nhiều anh em sẽ bảo cần phải tích tủng các kiểu để đợi lễ lủng các kiểu. Mình thì đến đâu hay đến đó, cứ thế là xả thôi. Đấy, cái gì cần quan trọng trước là mình sẽ mua trước, thế thôi, sau đó mình sẽ tích từ từ. Bởi vì mình còn map mà, chúng ta còn tích từ từ được. Đấy, còn anh em nào chơi theo kiểu nó tính toán sâu xa hơn thì đó là việc của mọi người. Mỗi người có một cách chơi mà mình sẽ không thích đi theo một cái bài bản nào cả. Đó, ok. Ngày thứ 5-6 nhỉ, anh em những server khác hay là cùng server với mình thì cũng cỡ ngày này anh em đã có những cái gì rồi, lực chiến bao nhiêu, tốn sách cộng bao nhiêu, hay là tướng cộng đỏ của mọi người cộng bao nhiêu, hay là ác của bạn có những gì rồi thì chia sẻ đi. Đó, và nhớ rằng sự kiện cái event phát code của mình vẫn diễn ra hàng tháng đều đặn nha. Rồi, ok, video ngày hôm nay mình xin phép kết thúc ở đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Đấy, bye bye mọi người nhá, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Comment mạnh mẽ nhá. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.